Rồi, xin chào anh em nha, giới thiệu với anh em một cây đơn rừng oi lả để ghép dạng hương đỏ đỏ bác nha, hương đỏ đỏ nó rụng bông rồi, em một cốt nha anh em, cốt to nè, cầm nè, này đã đa quen thông số luôn cho anh em. Mấy cái này tủ về bố nó lên móc nha, không có vấn đề gì nha anh em, quanh 40 nha, 40 là giờ hiếm rồi đó, chiều xíu xuống 80 nha. Ghép nè, đi ghép vô nhánh nha, mầm lớn hết nha, đi ghép vô thân hương, cái này là dê nứt nhĩ của nó nha, quay vòng vòng chú, đỡ này mày, đỡ nở đây nha, cuộn nở nha, rồi. Này giờ mấy hàng này mấy ông chủ vườn găm là ông trâu thôi nha mấy anh em, giờ đều cũng hiếm rồi,